Wolfram, kim loại khó nóng chảy nhất trái đất. Wolfram hay còn gọi là tungsten, ký hiệu là W, là nguyên tố nằm ở ô số 74 và thuộc nhóm 6B trong màu tuần hoàn. Wolfram là một kim loại chuyển tiếp có màu xám trắng, rất cứng và nặng. Nó thường được tìm thấy ở nhiều loại quặng, trong đó phổ biến là quặng wolframite và quặng scheelite. Cái tên Wolfram cũng được xuất phát từ tên khoáng vật wolframite và được đổi thành tungsten vào năm 1747. Wolfram là kim loại cứng thứ hai trên thế giới, với độ cứng là 7,5 theo thằng Dalmor. Nó chỉ chịu xếp sau mỗi thằng chrome mà thôi. Khi cầm wolfram trên tay, bạn sẽ có một cảm nhận vô cùng đặc biệt. Đó là khối lượng riêng của wolfram gần như tương đương với vàng. Bạn sẽ khó mà phân biệt được đâu là vàng, đâu là wolfram nếu chỉ dựa vào khối lượng của chúng. Chính vì sự đặc biệt này mà wolfram được sử dụng để làm giả các thành vàng, do giá thành của nó rẻ hơn khá nhiều. Ngoài ra, wolfram còn được biết tới như là kim loại khó bị nóng chảy nhất ở trên trái đất, với nhiệt độ nóng chảy cực cao lên tới là 3422 độ C. Về mặt này thì chắc wolfram chỉ thua mỗi crust của các bạn mà thôi. Về mặt hóa học, wolfram là một kim loại khá ổn định. Nó không tan trong axit chlorhydric và axit sulfuric. Khi đốt nóng wolfram trong không khí, ta sẽ thấy các mảng màu rất đẹp dần dần xuất hiện. Chúng được tạo nên do độ dày khác nhau của mảng oxit trên bề mặt kim loại. Trong thời chiến tranh trước đây, người ta đã đưa wolfram vào thép để chế tạo súng và đại bác. Sau này, với các ưu điểm nổi trội mà không phải kim loại nào cũng có được, wolfram thường được ứng dụng vào các ngành công nghiệp đặc biệt. 80% sản lượng wolfram được dùng để chế tạo thép hợp kim cao cấp, 15% còn lại được dùng làm thép cứng trong cực kỳ chế tạo, vòi phun động cơ tên lửa và máy cắt kim loại hoặc đá. Wolfram hiện cũng đang được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các bảng mạch, công tắc và điện cực. Chính nhờ có những đặc tính vượt trội mà wolfram đã được nhà bác học Edison lựa chọn làm dây tóc cho bóng đèn sợi đốt. Sau khi wolfram xuất hiện, nó ngay lập tức đã thay thế sợi than và sợi oxemi, khiến hàng tỷ bóng đèn điện đã được sản xuất hàng năm. Đó cũng là lý do kim loại quý này được mệnh danh là sứ giả của ánh sáng và là một yếu tố tạo nên một phát minh cực kỳ quan trọng trong lịch sử loài người.